Hi, Sangonika Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NBH đây. Chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ, tràn đầy sức khỏe nha. Và ở clip này chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo về thời tiết cũng như là các sự kiện vừa được diễn ra vào thứ hai ngày 27 tháng 4 năm 2020. Điều đặc biệt hơn, vào lúc 11 giờ sẽ có series BK December cuối tuần phần 25 thức tỉnh đi hô ba bá chủ, toàn những trận đấu cân tim lật kèo lộn cái bàn, cân cặp cộng hưởng đập cặp Ultra không trượt phát nào, dù là cộng hưởng 100 triệu chiến hay là Ultra 80 triệu chiến đi chăng nữa. Phê 11 giờ anh em hãy đợi chờ và đón xem nhá. Còn về thời tiết của ngày hôm nay bao gồm mưa lớn và tuyết. Mưa lớn được diễn ra vào hồi 12h10 đến 14h10 và tuyết được diễn ra vào lúc 22h28 đến 23h28. Ai, mưa lớn mà tuyết này, nhận thư nào, ui ôi, cả một đống này sau một tuần cần cù, siêng năng chăm chỉ. Úi dồi ui kì, đá truyền này, kim cương này, đạo cụ này, rồi thì là khoa kỹ các kiểu. Đây, lại vào nâng cấp thôi, ui 45 điểm á, ít vậy. Cộng cái này lên, ôi ơi, lại được dòng đan rồi. Mở dương đá truyền nhá. Mình mong ra được đá truyền tẩy đi. Dạo gần đây truyền team liên tục hết sừ đá tẩy. Mất toi rồi. Ai, tích cơ này, bá chủ này, bao nhiêu con này. Cả một đống dàn trải, dương phụ kiện các thứ. Cũng đủ làm sen đỏ, sen niếc các kiểu luôn. Đá tẩy, rồi, được một viên. Mày qua, gỡ gạc lại được một chút. Đây, anh nhìn không, nghèo đá quá, trời đất ơi. Rồi, còn về các sự kiện thì như vào hôm nay là cũng như là kết thúc chuỗi sự kiện đi vần cuối tuần rồi. Hôm qua làm quả cái công viên phê thật, bốc cuối ra tận 175.000 kim cương, nó đã, nó sướng biết ngay. Anh em tin tưởng tôi có bao giờ sai đâu. Hôm qua tôi ở cái video event thời tiết mình cũng bảo là chiều hôm đó chắc chắn mình sẽ đốt 5 triệu item mà. Đấy, có sai đâu. Người ta chuyển khoản cho mình xong mình nạp hộ người ta. Đấy, hợp lý. Mấy bố cứ vào học chửi khẩu nghiệp. Tôi làm đúng như những gì tôi nói. Có lệch cái nào đâu. Mình bảo là hôm qua vào buổi chiều chắc chắn sẽ có clip đốt máu 5 triệu ATM. Đúng đốt luôn. Ăn full công viên luôn. Có lừa ai đâu. Sự thật hiển hiểu diễn ra. Đấy, thế mà mấy bố cứ vào chửi là cú lừa các thứ. Tôi đã biết lừa ai bao giờ. Ai, công viên này nốt ngày hôm nay cũng kết nốt ngày hôm nay luôn, nạp tiền chọn quà cũng ấy à, cái reset tính cách này ấy nhá, nó diễn ra còn tận hơn 3 ngày nữa cơ ạ. Ui thao, bấm nhầm vào công viên đây, reset tính cách này, thời gian này còn 3 ngày và 22 tiếng nữa, có nghĩa là nó sẽ diễn ra đến hết thứ năm tuần này cơ. Ui lâu vậy. Về sự kiện nạp tiền chọn quà thì sao, ai nạp tiền này thì nốt ngày hôm nay là kết thúc rồi. 22 tiếng nữa này, đổi ngày mùng 1 tháng 5 năm 2020, 4-5 giờ sáng là sẽ kết thúc, cũng lâu lắm. Ai, vẫn tam u đây, vẫn đang đợi chờ người sở Việt Nam đầu tiên sở hữu em nó trạng thái cộng hưởng, mà chưa thấy tình hình cũng như là động tính gì đến từ anh em. Tôi đã gạ gẫm lôi kéo rủ dê bao nhiêu kilogram nước bọt hằng ngày từ lúc em nó xuất hiện rồi mà mấy bố tỉnh táo quá. Ai, đài sốc quà bán cái đạo cụ nâng cấp thục cưỡi, 22 tiếng nữa là cũng kết thúc này. Ký tên điểm danh phát và giờ sẽ vào sự kiện chính. Đấy, nạp tiền dinh quà hot ngày hôm nay chúng ta có được, vâng, đèn bí đỏ, thẻ gộp, đĩa skill bí truyền master, mốc 15k và mốc 30k, đồ home cộng speed các thứ nhá. Du lịch 10, kim cương cao cấp, tabu lê lẻ. À, đây, trong dòng họ nhà tabu này, bao gồm lê lê, này, coco, fini và bulu. Có con tabu coco, tabu fini là lên được trạng thái bá chủ rồi. Còn con bulu và lê lê này, mãi vẫn chưa thấy động tính gì nhỉ, lên bá chủ. Đấy, còn riêng cộng hưởng thì đã có con coco lên rồi. Ôi giời ơi. Cái con nào cảm giác yếu yếu là y rằng nhầm, phải có con nào nó gọi là có năng lực tiềm ẩn, sức mạnh cân tim, hỗ trợ đội hình, gia tăng lực chiến, cân mọi kèo cộng hưởng các thứ. Meta hot trend hiện nay cặp White Black Kill Ram cộng hưởng
game nó mới cho lên cộng hưởng đấy. Thế nên là anh em cứ lấy con Coco về đi nhá. Vẫn lôi kéo dụ dỗ phát cuối. Ai, thèm review lắm chứ. Đợi mày mua lấy về thôi. Về đây, event tiêu phí này. Ai nhận đèn bí đỏ, đèn bí nước, dương đặc huấn các kiểu. Ôi, thể lực nhận. Ai, và nhiều bạn cũng thắc mắc là con dịch cộng hưởng của mình thân mật trói buộc đã đạt được bao nhiêu rồi. Đây, anh em có thể thấy 476 rồi nhá. Có lẽ trong tuần này em nó sẽ lên được trạng thái cộng hưởng. Ui, lại phải chờ đợi thôi. Cái gì gần chạm tới cái là cảm giác nó hóng đợi, nó mong chờ, nó hồi hộp, nó hấp dẫn đấy. Ai, dịch các thứ này, hộp bà chủ đây. Tuần này có lẽ sẽ có sự kiện bán đá tiến hóa Pedro Giantina. Đấy anh em ạ, mình đoán là như vậy thôi nhá. Còn thực tế ra sao thì không rõ. Kết hợp với đó là cuối tuần này sẽ có event tiêu thể lực, nhận đá truyền các kiểu. Nên anh em cứ tích dần đi. Tất cả vấn đề mà mình vừa nãy nói là chỉ là dự đoán thôi. Như kiểu là cái cha master này này. Hôm qua tôi đoán là dê sồm với A Sánh khéo mà dê sồm thua. Ai dè dê sồm thua thật. Đây, đây tôi cổ vũ dê sồm và Sala đây. Toang cả hai luôn. Chả hiểu kiểu gì. Đấy, mình quy được A Sánh thế nào mà dê sồm để tim hay là dê sồm bỏ nạp lâu rồi nên A bị thọt ta. Dê sồm là bên cắt tay nhá, chứ không phải lỗi chan đâu. Mình thấy là A Sánh có đăng ảnh lên cái nhóm ấy, Boke Đại Chiến Official. Đăng ảnh là BK viện trợ các thứ win đàng hoàng. Đấy, mình cũng đang phân vân. Mình win được A Sánh mà tại sao dê sồm có thể thua được nhỉ? Không hiểu. Dê sồm lực chiến hơn mình nhiều mà. Hơn mình tận cái tem chính là 30 triệu chiến. Đấy, chênh lệch quá lớn như vậy. Thế mà thua. Cái căng ta. Dê sồm ơi là dê sồm. Nói thì trận đấu tiếp theo hơn 3 tiếng nữa được diễn ra giữa mình và Bún Đậu này. Bên này thì chắc chắn rồi, ve mắc là sẽ vào được vòng chung kết. Còn cái nhánh bên trái này thì hên xui. Và nếu mà hên thì mình sẽ được vào vòng chung kết. Ai chà, cái cha master tháng này mình đi lọt vào sâu phết nhỉ. Mọi lần đều bị loại từ vòng gửi xe cơ. Lần này nó mọ vào bán kết chung kết các thứ luôn. Gắt à ta. Bây giờ thì mong que mắc bị lỗi cham thua một độ thôi. Biết đâu bất ngờ nhỉ. Mà không, lỗi thế mèo được. Que mắc con ác của Ademin. Ác của Ademin thì thôi trời. Hỏi chấm lỗi cham. Đấy, lỗi thua một độ cái thì một độ sẽ vào chung kết. Thì khả năng mình vô địch master thì lại căng nhá. Ghê đấy, không phải đơn giản đâu. Nghĩ thấy thôi là cảm giác phê rồi, phê rồi. Tiếp theo nè. Ai, dị quét. Đó, quản gia phát. Làm nhẹ phát nào, ra gì không. Sao ước, phó bản, các thứ đâu rồi. Ba tem của mình thì nó lực như lực của nó ấy, ngang ngửa nhau cả. Thế nên là bảo sắp xếp team yếu nhất của mình gặp team khỏe nhất của đối phương, mình chả biết sắp xếp cái đội hình nào yếu nhất của mình cơ. Thế nên là mình cứ để thế thôi. Kèo nào thì cũng vậy. Nó cũng không có những cái gì quá cần phải quan tâm nhiều. Đây, xem nào, đội hình của Bún Đậu đây. Bún Đậu thì mạnh nhất là team Hoba thì ok. Mùa Hoba của Bún Đậu có thể ăn được một trong ba cái team của mình. Mà mình chả biết để cho team nào, nó cần team nào cũng được. Mega Net này thì gặp cặp của Wild Black Kyurem cộng hưởng hoặc là bộ đôi Uncha Moon and Sun của mình kết hợp với Mega Net gọi là bộ ba Uncha cũng không khó nhằn lắm. Một mình một Uncha kèo đâu mà ăn được nổi ba con Uncha. Còn cái team thứ ba này thì là team yếu nhất của Bún Đậu nên cái đội hình nào của mình có thể ăn được. Kèo gặp hồ ba của Bún Đậu thì đang phân vân cho cái team gì đây. Nếu mà Bún Đậu ghép được quan tài cát thì chắc là team cộng hưởng cũng như là cái team Ultra của mình khả năng hên xui, bị hỗn loạn là chết. Không hỗn loạn thì ok, cân được. Còn hỗn loạn là ngọt. Đấy, từ từ xem tình hình dã chiến các thứ đã. Cái mắt cứ để đấy đã, tính sau. Tự dưng đi vào sâu quá mình cũng bất ngờ.
Đáng nhẽ là hôm qua mình ấy mà, mình có không định BK đâu, bởi vì mình nghĩ đằng nào mình cũng bị loại rồi. Bởi vì mà trang master hàng tháng đấy có giờ đi được sâu đâu. Tự dưng thấy anh em nhắn tin ở trong nhóm là: "Ê em ơi, em ơi, chiều nhớ đánh trang nhá, anh A Sánh vào được vòng trong rồi." Mình giật mình hốt hoảng: "Ô quái lạ, cái gì vậy? Tưởng dê sồm vào vòng trong cơ mà, ai dè lại A Sánh." Thế là lại thức BK và lại win. Ai làm quả đại hội liên minh sáng sớm phát. Còn về cái đại chiến thế giới ấy, gặp cái BKD server thì thứ hai hàng tuần không gặp được đối thủ. Mọi người đều bị reset điểm rồi, giờ đa số là gặp máy, kèm với đó là gặp mấy đội hình lực chiến thấp quá, không có gì đánh cho anh em tham khảo. Thế nên là các bạn cứ đợi chờ 11 giờ trưa nay đi, tha hồ mà xem luôn. 10 trận BKD server cuối tuần mà gặp tan tốt chùm tục cụ các thứ, nó gắt thôi rồi. Đây thì đại hội liên minh gặp cáu điên à, hay là cáu điên, hay là cái gì ta, không hiểu cho lắm, tôi bỏ qua vấn đề đấy. Bãi biển tiêu chuẩn, bãi biển chuẩn không gây ảnh hưởng đến bất cứ bét gì. Cái đầu liên minh này thì mình lười đánh mà, một ngày mình đánh đúng một trận duy nhất để gọi là làm cái hoạt động ấy, trong cái nhiệm vụ hàng ngày thôi, chứ cũng không. Thanh niên cho quan tài cát vào để lấy hỗn loạn à, hỗn loạn. Nhưng mà mình thì là đóng băng liên tục một bên hỗn loạn thì có tỷ lệ mất lượt, còn đóng băng là chắc chắn mất lượt, nó sẽ có những sự khác biệt rõ ràng. Đây con này biến thành hệ rồng này, úi giời ơi, sấy. Hai trận nữa là được tiến cấp rồi, ok. Và clip này của mình cũng đến đây là kết thúc nha. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Bye bye.